Hello tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Đắc Sinh Lúc, và Đắc Sinh Lúc xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các anh em đang xem video tại Facebook và YouTube. Thì như các anh em đã thấy ở trước màn hình, các anh em đây là một hộp ống đèn LED dành cho các loại xe máy ha. Và đây là bóng đèn LED chở sáng U5 đó. Thì ở đằng xung quanh hộp là cái thông số và cái thông tin về hộp lẫn màu hay là viền. Còn ở cuối cùng thì là các dãy bóng đèn chung một hãng, và đây là loại U5. Có các loại tương tự cũng có thể là U7, U8 và U17, U22, U32, U36 ha. Thì đây là U5 nên được đánh dấu ở U5 nha anh em. Đó. Đây. Thì đây là cái bóng đèn mình đã lột cái bọc và bảo vệ nó ra, tại vì cái này thì mình sẽ quay và đem chân luôn chứ không có bán cho anh em mà. Còn khi mà anh em mua là sẽ có một cái bọc xung quanh để bảo vệ cho chiếc đèn này không bị chảy xước, méo mó. Nói méo mó thì cũng hơi khó nha anh em, tại vì cái đèn nó đã được bảo vệ bởi cái khung này. Ở bên shop mình thì gọi đây là cái lồng bảo vệ, còn ở trong là cái đèn. Đó. Thì đèn là lồi nha anh em chứ không phải là phẳng. U5 nó cũng tương tự như là các loại U7 được gắn lên mắt cú á. Thì cái này cũng có thể gắn mắt cú giống như là mắt OLED hiện nay mà các anh em hay xài á, là mắt hai bên, một bên trắng và một bên đỏ để đá bát sinh cho nó ngầu á. Thì đây là cái đèn màu trắng mà anh em thấy, cho những anh em là chưa biết ha. Và đi kèm với U5 là phụ kiện của nó là bát gắn nè, ốc nè và lục giác. Và có một số cái thông số mình muốn đưa tới cho anh em biết về cái đèn này ha. Thì là đèn gồm 3 chế độ sáng đó, có nghĩa là khi mà anh em gắn là nó sẽ có 3 chế độ, có pha và bát sinh, và sáng mạnh, sáng vừa và sáng chớp. Nhiệt độ màu là 6000 Kelvin cho ánh sáng trắng đẹp lung linh, với độ sáng là 3000 lumen, có nghĩa là sáng rực rỡ, siêu sáng anh em. Thân bóng thì được làm hoàn toàn bằng aluminium cho tản nhiệt tốt, thiết kế đẹp và hiện đại theo kiểu transformer, là có nghĩa là cái lồng này nè anh em. Đó, nó được thiết kế một cái dạng mà giống như là cái kiểu mà robot rồi này nọ, thì cái lồng này nó dạng dạng như vậy. Đó. Và bây giờ mình sẽ đem xuống và mình test đèn cho anh em coi độ sáng và các cơ chế hoạt động của nó.